Ngày 10 tháng 11, các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, theo dữ liệu quan trắc và theo dõi khí tượng của các cơ quan dự báo thời tiết tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hiện các khối không khí lạnh đang di chuyển dần từ phía Bắc bán cầu thuộc lục địa châu Á xuống phía Nam. Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng ngày 12 tháng 11, sóng không khí lạnh lệch đông bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta. Từ đêm ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống 15 độ C. Đến ngày 16 tháng 11 sẽ có sóng không khí lạnh thứ hai bổ sung, cường độ mạnh. Hôm nay, miền Bắc vẫn nắng và khá nóng vào buổi trưa, với mức nhiệt từ 30 đến 33 độ C. Miền Trung trời nắng, một vài nơi có mưa về chiều tối. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa.